Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn sẽ chia sẻ cho các bạn một món rất là đơn giản. Món này thì chắc là ai xem cũng có thể làm được, mà bọn trẻ thì rất là thích món này. Đó là món khoai lang nắp phô mai. Đấy. Thì mình giới thiệu các bạn cái nguyên liệu của nó thì mình chuẩn bị hai củ khoai này. Khoai thì các bạn chọn cái khoai nào cứ càng bở càng tốt nhé. Ngoài cái khoai này thì mình có một túi bột phô mai. Cái phô mai này thì các bạn mua ở cửa hàng khô, tạp hóa hoặc là ở siêu thị. Đấy, họ bán rất là nhiều. Cái gói này thì của mình mua 25.000 một gói này. Đấy, cùng dùng được rất là nhiều. Mỗi lần dùng mình dùng ít thôi. Đấy, ngoài ra thì mình chuẩn bị một ít bột nghệ. Bột nghệ thì các bạn có thể mua bột nghệ cho tiện, hoặc là các bạn có thể dùng nghệ tươi nhé. Đấy, có cái gì các bạn dùng cái đấy, nó lấy màu thôi. Đây chuẩn bị một ít đường. Cái đường này thì tùy thuộc các bạn nhé. Bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho đường. Các bạn không thích ăn ngọt thì các bạn có thể không cho đường. Cái này không quan trọng lắm. Đấy. Ngoài ra thì mình còn chuẩn bị một ít bột sư tử. Bột sư tử thì mình bán hàng. Thì đâm ra mình có cái bột dùng cái bột hộp to này. Đấy. Muốn dùng mình dùng ít thôi, và các cái món này dùng ít thôi. Các bạn mà không có cái bột sữa tử này thì cái hộp to này các bạn có thể mua bột nhỏ, có thể mua lẻ nặng một. Đấy, còn nếu như các bạn mà không có thì có thể bỏ qua. Cái bột này nó không quan trọng lắm vào cái món này, bởi vì món này của mình là nắp phô mai thì cái phô mai là quan trọng, còn cái bột này thì chỉ cho vào sẽ thơm hơn ít thôi. Đấy. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị cho mình cái bột chiên của Miwon. Đây nhé, cái bột chiên của Miwon các bạn nhé. Mình có thể dùng cái bột tổng hợp được mọi khi, nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn là mình dùng cái món này vào cái bột chiên Miwon này thì các bạn sẽ dễ dàng để thực hiện hơn, bởi vì cái bột tổng hợp thì các bạn phải trộn rất nhiều loại với nhau. Còn cái bột chiên Miwon này thì các bạn chỉ vào cái món này, các bạn chỉ cần dùng cái bột này không thôi. Mình bán cái bột tổng hợp thì mình dùng cái trộn cái này vào thì mình dùng mua cả 5 cân một. Đấy, còn các bạn mà gia đình dùng ít thì các bạn có thể mua gói nhỏ. Thì gói nhỏ mình không nhầm thì gói nhỏ của cái bột này thì nó chỉ vào 150 gram thôi. Đấy, khoảng tầm đấy mình không nhớ chính xác. Đấy, cái gói nó rất là nhỏ. Đấy, thì cái bột này cho vào là mục đích để cho nó giòn. Đấy, cho nó giòn lâu các bạn nhé. Ok, nguyên liệu là đơn giản như vậy thôi. Thì trước khi làm cái này thì mình sẽ gọt cái củ khoai. Trước khi gọt cái củ khoai này thì mình chuẩn bị một cái chậu nước để mình gọt xong mình thả vào mình thái để cho nó khỏi thâm khoai nhé. Khoai thì các bạn nên, trước khi gọt các bạn cũng nên rửa qua thì phủ một bên ngoài. Thì khi mình gọt cầm cái tay thì nó không bị bẩn cái vỏ, cái đất vào bên trong. Các bạn kiếm được cái khoai của Nhật thì giống Nhật, khoai Nhật thì nó sẽ bở, sẽ ngon. Đấy, mình gọt củ khoai ra rồi, bây giờ mình sẽ đi thái khoai. Thái khoai thì các bạn thích thái ngắn thì các bạn thái, thái dài thì thái thôi. Đấy, cái củ này thì nếu mà mình chia đôi thế này thì nó cũng hơi ngắn, mình muốn thái dài hơn một tí, mà để cái củ này mà các bạn mà để thè thì nó cũng hơi dài. Mình thái chéo củ khoai nhé. Nếu như các gia đình nào mà có con nhỏ mà muốn cho các bạn nhỏ ăn cái khoai này mà không có điều kiện đến nhà hàng hoặc các quán ăn vặt thì các bạn làm tại nhà vừa sạch sẽ mà lại rẻ. Hai củ khoai này thì mình mua vào chỉ hết hơn 2.000 một củ. Hai củ này chắc là chỉ hết 6.000 thôi. Đấy, hai củ khoai này hết tầm 5-6.000. Nhưng mà hai củ khoai này mà thái ra mà làm thì cộng với ít bột thì ra quán các bạn phải, cái hai củ này được khoảng độ gần 2 đĩa. Đấy, ra quán các bạn chỗ này các bạn phải hết tầm 6-70.000. Đấy, cả tính cả bột cả công đó. Tất nhiên là ra quán thì ăn thì bao giờ nó sướng hơn, mình có người phục vụ. Đấy, nhưng mà tùy thuộc hoàn cảnh và điều kiện, nếu như các bạn mà không có điều kiện mà muốn cho con nhỏ ăn thì các bạn làm tại nhà cũng được. Đấy, rất là tiện, rất là đơn giản thôi. Còn các bạn nào mà nhà có điều kiện thì không muốn làm hoặc là ngại thì các bạn có thể đưa các cháu ra quán.
Cái này thì mình thái thì mình không thái to nha, mình thái nhỏ thôi, thái vừa để cho các bé ăn cho nó thích. Các bạn có thể thái to hơn, nhưng mà mình thì mình thái cái nhỏ thôi, thì trẻ con thì ăn cái nhỏ này nó dễ ăn. Cái khoai này nó cứng nó giòn thì các bạn sấn thì theo hình có sóng thì cái dao sấn thì nó rất là khó, mình còn dùng con dao thường thôi. Mình thái chéo này, nhìn cho nó dài của miếng khoai ra. Mà trẻ con thì nó thích ăn nhỏ nhỏ, chứ không ăn to nên mà nó không thích. Thì mình cứ làm cái nhỏ nhỏ thôi. Đây là cái nồi nước mà mình sẽ trần qua cái khoai. Mình sẽ cho một ít bột nghệ vào để lấy màu cho đẹp, khoai đẹp nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ là cái đây này mình trần thôi, nhưng không phải luộc nhé. Luộc các bạn luộc quá một cái là nó sẽ chiên lên sẽ bị lát, nó không giòn được khoai đâu. Mình chỉ trần qua sôi, khi nước sôi mình thả khoai vào, sôi trở lại cái là mình vớt ra luôn thôi. Nồi nước của mình sôi rồi nha, bây giờ mình sẽ thả khoai vào. Mình không muốn thả từ nước nguội, bởi vì sao? Bởi vì thả nước nguội mà bếp ở gia đình thì khi mình đun mà để nước sôi thì mình căn rất là khó, lúc đấy nó âm ỉ nóng khoai rồi thì nó sẽ bị hay bị lát. Đấy, thì mình cho nước sôi thì là đơn giản nhất. Nước sôi thì mình chỉ cần sôi trở lại cái là mình vớt ra thôi. Trong khi luộc khoai hoặc là trước khi luộc khoai thì các bạn chuẩn bị một cái chậu nước nọc trước, nước sạch. Đấy, thì để vớt sôi cái mình vớt khoai ra cái chậu nước này cho nó khoai là nguội khỏi lát các bạn nhé. Đấy, mình vừa bị đun được một tí cái thì nó chuẩn bị sôi rồi thì mình vớt luôn. Tại vì là cái lúc mình trước khi thả khoai vào thì nước của mình đã sôi rồi, nên mà đun nó sôi trở lại rất là nhanh. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt ra nhé. Mình thả luôn vào cái chậu nước bên cạnh. Các bạn càng hạ nhiệt nhanh càng tốt nhé, không bị ủ khoai, không bị nát. Các bạn cho vào cái chậu nước càng nhiều nước càng tốt. Đấy, cái khoai sau khi mình ngâm nước nó nguội. Đấy, các bạn nhớ là khi vớt ra ngâm càng nhanh nguội càng tốt nhé. Các bạn có thể xả dưới vòi trực tiếp cho nó nguội. Đấy, thì sau khi nguội rồi mình sẽ đổ ra một cái rổ để cho nó ráo nước. Đấy, thì nó ráo, các bạn đừng để khô hẳn nhé, chỉ là không hơi như là dốc nước thôi. Đấy, chứ còn nếu như các bạn mà để khô hẳn thì các bạn cho bột vào này rất là khó bám, thì lúc đấy các bạn này phải cho thêm trứng vào kia. Còn đây mình để gọi là ráo thôi, khoai vẫn còn hơi ướt, nó không chảy nước tông tỏng thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ ra cái chậu này để mình trộn. Đấy, cái này thì lúc đầu tiên mình giới thiệu là các bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho đường, và các bạn không thích ăn ngọt các bạn không có thể không cho đường nhé. Mình cho thích ăn một tí ngọt thì mình sẽ cho ít đường vào. Cái này mình cho chỉ khoảng độ tầm 1/3 đường thôi. Đấy, mình sẽ trộn cái đường này cho nó ngấm tan hết ra đều ra cái đã. Đấy, xong đấy trộn đường xong rồi thì mình sẽ cho một ít bột sư tử vào. Cái này mình cho cùng vào 1/2 cái thìa ăn phở bột sư tử thôi. Đây mình lấy cái thìa này cho các bạn nhìn cho là dễ này. Đấy, chỉ 1/2 thìa thôi nhé, chưa đến 1/2 thìa. Đấy, mình cho vào. Thì cái bột sư tử này thì cũng rất nhiều bạn chưa biết đâu, ở nhà hàng thì bạn nào cũng biết rồi, nhưng mà ở gia đình thì các bạn chưa biết ít, nhưng mà các video thì mình cũng giới thiệu khá nhiều rồi. Các bạn mà không rõ các bạn có xem các video khác. Đấy, mình không muốn nói nhiều, nhắc nhiều lại quá. Đấy, sau khi trộn cái bột sư tử với đường đều hết rồi nhé, thì mình sẽ cho cái bột chiên giòn vào. Mình cho cái bột sư tử trước, bởi vì sao? Bởi vì khi mình trộn cái bột kia vào mà không cho bột sư tử ở ngoài thì
mình trộn không đều thì nó sẽ bị bột sư tử nó sẽ loang ra, thì mình chiên lên màu nó không đều được. Mình muốn trộn ở lớp bên trong thì nó ướt thì trộn nó sẽ đều được. Đấy. Sau khi trộn đều hết cái bột sư tử rồi thì đường rồi, mình sẽ cho bột chiên nhuyễn vào. Cái tỷ lệ của cái bột này với cái khoai thì các bạn cũng thích ăn lớp bột nhiều thì các bạn cho nhiều nhé, các bạn thích ăn mỏng thì các bạn cho ít. Đấy. Cái này thì cũng do sở thích của các bạn, món ăn là phải theo sở thích chứ không mình thể không thể theo một bắt buộc theo ai phải theo mình, trừ khi mình làm ở quán thì mình muốn làm theo cái phong cách cái của mình. Đấy. Thì khách làm sao mà đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách luôn. Còn ở nhà thì các bạn theo sở thích, các bạn thích ăn nhiều lớp bột thì các bạn cho nhiều, ít thì các bạn cho ít. Đấy, cái mình cho bột thì mình hay cho cái bột mà nó bám chỉ một lớp mỏng như này ở ngoài thôi nha các bạn nhé. Còn nếu như các bạn mà thích ăn cái lớp bột dày thì các bạn để khoai nó nhiều nước hơn nhé. Có nghĩa là mình không để ráo khoai hẳn, thì khi mình trộn bột vào và mình cho hương bột nhiều hơn thì nó sẽ bám lớp bột dày hơn. Còn nếu như mà các bạn mà muốn ăn mỏng hơn nữa thì các bạn để khoai khô hơn nữa và các bạn cho ít bột hơn nữa. Còn mình thì mình không thích dày quá, không thích mỏng quá, mình cho cái nung bột như này thôi. Để sau khi mình trộn bột nó bám đều rồi thì mình sẽ lấy một cái rổ, rổ nào cũng được nhưng các bạn cứ làm sao mà không tọt được cái khoai vào nhưng mà tọt được cái bột xuống thì mình sẽ cho ra cái rổ để mình cho cái bột xuống, bớt cái bột xuống. Mục đích là mình lấy bỏ cái bột này, cái bột thừa dưới, để cho khi mình rán chiên thì nó không bị bẩn dầu thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho vào mình chiên nhé. Đấy, mình chuẩn bị một cái song, mình đổ dầu vào để mình chiên đây. Thì hôm nay mình chiên bằng song không chiên bằng chảo, bởi vì là nếu như chiên bằng chảo một cái khoai này mà để ngập được hết khoai thì nó hơi tốn dầu. Đấy, thì mình chiên bằng song nhé. Thì khoai này các bạn chiên và chiên ngập dầu thì nó bị giòn được các bạn nhé. Thế bây giờ mình vừa là đẹp màu, bây giờ mình sẽ thả khoai. Thì trước khi thả khoai thì mình xin giới thiệu các bạn là các bạn nếu làm không quen ấy thì các bạn lấy một cái khoai các bạn thử, nếu như thả vào đây mà nó không sùi được bọt, không sôi được thì là khoai là dầu chưa được. Như thế này là dầu của mình chuẩn bị được thôi, chưa được nhé. Đấy, các bạn nếu không quen thì các bạn nên thử như thế. Còn nếu như mà các bạn mà không thử, mà các bạn không quen thì các bạn cứ thế thả khoai vào, thì nếu như mà dầu chưa già thì nó sẽ bị ỉu hết khoai, nó sẽ bị ngấm dầu vào rất là nhiều, ăn vừng ấy mà khoai nó không giòn được. Đấy, đấy với kinh nghiệm của mình thì mình nhìn như này dầu của mình là khả năng là được rồi. Bây giờ mình thử cho các bạn xem nhé. Đấy, như thế này là được nhé. Bây giờ mình sẽ thả khoai vào. Thì sau nhỏ thì mình phải chiên thành độ 3 mẻ mới hết được. Lúc mới cho vào thì các bạn nên để lửa nó hơi già một tí. Sau đó thì khoai của mình nó bắt đầu hơi cứng rồi thì mình sẽ giảm nhiệt nhé. Mình sẽ giảm nhiệt để cho nó on cho nó. Các bạn đừng giảm nhiệt nhé, đừng vân nhỏ quá nhé. Đấy, mà nó đủ cái độ già, nó già. Đấy, thì mình sẽ cứ chiên chiên thôi. Nếu hôm nào gần được thì mình sẽ vớt ra. Đấy, sau khi khoai của mình mà nó sẽ hơi cứng rồi, là cứng rồi nhưng mà nó chưa giòn thì mình sẽ vớt ra để mình tí nữa mình sẽ chiên nửa, hai nửa nhé. Mình sẽ chiên tiếp, để nguội mình chiên tiếp. Khoai này thì các bạn có thể làm số lượng nhiều, các bạn để nguội, các bạn cất tủ, lúc nào ăn thì các bạn ra chiên lại. Nếu như các bạn làm số nhiều thì các bạn cứ như vớt ra nhiều, các bạn để nguội, các bạn đóng gói, các bạn cất tủ thôi. Đấy, còn làm số lượng ít thì mình để đây, thì nữa mình chiên lại xong mình ăn luôn. Khi thả khoai vào thì các bạn này phải tăng lửa lên nhé. Các bạn nhớ là cái mẻ thứ hai thì sau khi vớt cái mẻ thứ nhất ra thì các bạn phải tăng nhiệt lên nhé. Xong rồi khi mình chiên thì khoai nó hơi cứng cái mình lại giảm nhiệt. Chứ nếu như mà các bạn mà vẫn để cái nhiệt như cái lúc mình đang chiên của mẻ thứ nhất mà mình thả cái mẻ thứ hai vào là nó sẽ bị khoai nó bị ngấm dầu đấy. Bởi vì tại sao thế? Bởi vì là khi các bạn chiên cái mẻ đầu tiên đang chiên rồi thì khoai của mình nó khô,
thì nhiệt như thế là được. Nhưng mà khi mình thả cái mẻ thứ hai vào thì khoai của mình nó sẽ đang ướt, thì mình thả vào cái nó sẽ giảm nhiệt, nó sẽ giảm cái dầu, thì mình phải tăng dầu, tăng nửa lên nhé. Sau khi tăng nửa lên thì khoai của mình nó lại hơi để một lúc rồi, nó lại hơi cứng cứng thì mình lại giảm nhiệt. Đấy, bây giờ mình này được rồi, mình này vớt cái mẻ thứ hai ra, cho nốt mẻ thứ ba vào là xong. Chứ khoai này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, vậy là cái mẻ thứ ba của mình là xong nhé. Thì mình sẽ vớt ra, mình để nguôi hẳn. Các bạn nhớ để nguôi hẳn nhé. Thì để nguôi hẳn thì một là các bạn cất tủ, các bạn lúc nào ăn thì các bạn chiên ra, bỏ ra ăn dần. Hai là các bạn để nguôi hẳn, để các bạn chiên nửa thứ hai thì nó sẽ giòn được hơn. Đấy, mình sẽ để nguôi hẳn xong mình chiên cho nó giòn nhé. Còn trong trường hợp mà các bạn làm nhanh, khách vào mà gấp nhanh mà các bạn chiên này các bạn không kịp để nguội thì các bạn lại cho vào chiên nửa thứ hai tiếp. Sau khi mình để khoai nguội hẳn rồi nhé, mình sẽ thả vào mình chiên nửa, hai nửa, thêm một nửa nữa để cho nó giòn. Ok, các bạn chiên cái này thì các bạn thả một cái thì nó sôi ra cái, thế các bạn vặn nhỏ bớt nửa đi nhé. Sau khi mình thả vào thì khoai mình chiên nửa thứ hai thì nó rất là nhanh các bạn nhé. Đấy, rất là giòn. Đấy, bây giờ mình cho ra. Đấy, các bạn nhìn cái khoai mình chiên rồi, nhìn rất là ngon, rất là vàng. Đấy, ăn cực giòn luôn. Các bạn này khoai này của mình để khoảng độ tiếng rưỡi vẫn là giòn các bạn nhé. Tiếng rưỡi 2 tiếng khi vẫn còn giòn. Ok, bây giờ mình vớt ra để mình nắp cái bột phô mai nhé. Đấy, bây giờ mình vớt ra cái rồi để ráo dầu cái thì mình sẽ cho vào một cái hộp này. Cái hộp của mình thì mình có cái nắp này nhá, mình sẽ cho vào, mình đậy nắp xong mình lắc cho nó đều. Còn các bạn mà không có cái hộp mà có cái nắp thì các bạn có thể cho vào một cái bát, xong các bạn lấy cái phin bọc, các bạn phin vào, các bạn lắc cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bột phô mai vào nhá. Đấy, với từng đĩa khoai thì mình chỉ cho nửa thìa ăn phở thôi. Đấy, chưa đến nửa thìa. Mình sẽ cho vào mình nắp. Cái này cho nhiều quá thì nó cũng mặn nha các bạn nhé. Mình sẽ bữa nay ít sợ là mặn. Đấy, cái này nó hơi mặn. Bây giờ mình sẽ đẩy vào mình nắp. Ui giời. Đấy, các bạn cứ nắp đều. Đấy, các bạn nhìn nó giòn cưng cất. Đấy, thế là nó đều thôi. Bây giờ mình sẽ cho ra nhé. Đấy, bây giờ mình cho ra đĩa để cho trẻ con nhà mình ăn các bạn nhé. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành cái đĩa khoai lang nắc phô mai rồi, rất chi là ngon, rất là giòn. Mình xin phép để ăn thử một miếng nha, các bạn cảm giác nó giòn như thế nào nhé. Mình xin phép mình ăn thử một miếng để cảm giác cái độ giòn nó như thế nào, các bạn nhìn đây. Đấy, nó tan luôn. Đấy, các bạn nhớ làm có con nhỏ thì các bạn nên làm món này cho các trẻ con ăn nhé. Món này thì mình đảm bảo 100% luôn là tất cả trẻ con thì đứa nào cũng thích ăn món này. Đấy, ok, thôi bây giờ mình sẽ mang ra cho con nhà mình nó ăn thôi.